Chắc vậy anh nha. ăn cái khí là vậy thôi, À, mì chứ gói. mấy cụ vợ nấu ăn không đó. Mì hết tiền, ăn mì gói lẩu thái. Nhớ một like nha. Xui quá. Xui quá thì phải ăn lẩu thái. Hơn thì phải ăn ăn khẩu hảo. Ngon mình ăn mì giấy. Đúng không? Rồi thầm cắt cho giả luôn đi. Dạ cắt luôn đi. Sao nào có biết cắt nữa hả? Rồi xoay hả? Rồi tao lấy nước. Thằng thân thân thân. Thằng thén thằng thân. Không, để lấy nước. Nước cái xoay thiệt tịnh rồi. Nướng sôi đến đây, nướng sôi đến đây. Hèn than lên đây. Cái gì hết chưa? Giải gì đâu. Đây, để cho thầm trước đi. Giả cà chê ơ. Thầm mà tô phụm đâu. Khóa tu nữa nè mày. Thôi, tại bây giờ mình cắt của mình đi. À, thầm cắt rồi. Mình cắt cái gì của mình nha. Tên 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 tên. Tô cà ghi thơm thơm mì. Tô cà lấy. À quá tô chứ. Nhớ một cái gì vậy hả? Khổ quá, phải ăn mì gói sao bây giờ. Mà đó nó tô khọt cà ghi chứ nhỏ. Ôi tô là không chứ. Anh ăn mì gói xong mình ngủ. Ngủ sáng ngủ lùm. Lùm. Ngủ ăn cho no, ngủ sáng làm. Ăn ngủ sáng đi học. Sáng dậy đánh răng, uống cà phê, hút thuốc. À, đi làm nè, chưa về nè, ăn cơm nè, nghỉ ngơi nè. Trường. 5 giờ về về nè. Ngồi đợi nước nha. Ngon không? Bà cháy bùi cháy chó luôn. Yeah. Thôi thì rồi nha, mình kiếm cái lắp mình lại nha. Lắp mình đâu rồi? Thôi để 3 phút mình ăn nha. Cho chết chắc quá.